Xin chào quý khán giả và các em nhỏ đang theo dõi chương trình thiếu nhi trên kênh TTV. Quý vị và các em thân mến, trong hành trình lớn lên cùng con, có lẽ điều khiến các phụ huynh luôn trăn trở đó là làm sao để giúp con phát triển một cách đầy đủ toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Bên cạnh đó, còn có khoảng thời gian thật bổ ích để kết nối cùng gia đình một cách hòa thuận và vui vẻ. Trong chương trình thiếu nhi tuần này, mời quý vị và các em cùng ghé thăm buổi workshop trải nghiệm kết nối yêu thương do Tổ Kiến Handmade tổ chức để có thêm cho mình những gợi ý bổ ích nhé. Workshop là các buổi chia sẻ kiến thức, kỹ năng về các chủ đề trong xã hội hiện nay. Với đối tượng tham gia là bố mẹ, các buổi workshop hội thảo thông thường sẽ có nội dung về quá trình đồng hành cùng con lớn khôn. Ở một khía cạnh khác, workshop cũng được đánh giá là phương pháp học tập hiệu quả cho các bạn nhỏ, tương tự như tham gia ngoại khóa nhưng có tính mở hơn. Thay vì việc giảng dạy thụ động, có nghĩa là các bé ngồi lắng nghe và tiếp thu trên lý thuyết. Trước hết là mình xin chia sẻ là tên Tổ Kiến Vui Vẻ bắt đầu từ cái mong muốn mà mình có khi mình đang còn là một em bé. Mình rất mong muốn được mọi người lắng nghe ý kiến của mình, và khi mà mình chia sẻ thì mình sẽ có một cái cơ hội để có ai đó cho mình nói lên ý kiến. Và khi mà mình nói lên ý kiến của mình ấy, thì nó không chỉ là câu chuyện là vâng lời hay là sao chép lại những gì được dạy dỗ, mà rất mong muốn có được một cái sáng kiến của mình nữa. Chẳng hạn như là một sản phẩm hay là một bài tập cô giáo giao ấy, thì mình rất là mong có thể có thêm một cái sáng kiến cho mình. Và hành trình lớn lên thì mình thấy rằng bên cạnh cái việc mà đưa ra ý kiến của mình này, tạo ra những cái sáng kiến của mình, thì phải biết cách bảo vệ chính kiến của mình. Và đó chính là lý do mà mình mong muốn tạo ra một cái tổ kiến, là nơi trước hết là có một câu rất là vui và các bạn nhỏ phát hiện ra là con kiến là con rất là thông minh, mặc dù nó bé nhỏ, nhưng mà khi mà ai có bất cứ khó khăn gì thì đều gặp kiến để hỏi ý kiến. Thế nên thành ra nó đến từ cái ý tưởng mà với cái mong muốn là mình sẽ trao thêm quyền cho trẻ để trẻ có thể có cái cơ hội nói lên ý kiến của mình, tạo ra sáng kiến của mình cũng như là bảo vệ chính kiến của mình đấy. Đến với workshop, các bạn nhỏ sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động chung, qua đó giúp việc học trở nên thú vị hơn. Bé thỏa sức thể hiện cá tính và sự sáng tạo của mình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bố mẹ và bé gắn kết hơn. Mặt khác, trẻ cũng được làm quen với thế giới bên ngoài, hoạt động nhóm, rèn luyện tố chất lãnh đạo. Khi tham gia workshop, các bạn nhỏ sẽ được cung cấp đầy đủ kiến thức, giáo cụ học tập và phương tiện để hoàn thành buổi trải nghiệm một cách tốt nhất. Con cảm thấy vui và hạnh phúc khi ở đây. Nếu như con được ở đây cả ngày thì con sẽ vui, chơi hạnh phúc cả ngày. Và con sẽ lọ mọ từ tầng 3 xuống tầng 2 và tầng 2 xuống tầng 1 và không biết chán. Hôm nay con thấy rất là vui vì con được tham gia workshop của Tổ Kiến. Khác biệt với những buổi hội thảo ba mẹ từng tham dự, workshop cho mẹ và bé chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm thực tế hấp dẫn. Tận mắt thấy những hoạt động ý nghĩa trong workshop, hoặc đơn giản là thấy những điều mới mẻ thú vị, chính là chủ đề của buổi workshop đó. Trong không gian của các tầng sẽ có những hoạt động khác nhau. Tại tầng 1, các bạn nhỏ được trải nghiệm hoạt động tự do như nặn đất sét thành các hình thù thú vị, như con vật, bông hoa nhỏ hay các hình khác nhau. Từ đó có thể thỏa sức sáng tạo, phát huy trí tưởng tượng của bản thân. Con làm hình con mèo và con thích con mèo nên con làm hình này ạ. Con đang làm đến công đoạn phần đầu rồi và con rất thích con ếch nên là con đã làm con ếch. Các bạn nhỏ còn được làm những món đồ thủ công xinh xắn như kẹp tóc, vòng tay hoặc xếp hình Lego, giúp các em rèn luyện sự khéo tay tỉ mỉ trong từng công đoạn cũng như khả năng tập trung cao độ. Những điều này sẽ giúp các em có một vài kỹ năng tốt khi tham gia các hoạt động khác. Đến buổi workshop hôm nay thì con rất là vui. Lý do con chọn cái bộ ở Lego Bricks này là vì con thích lắp Lego. Cả mẹ và bé
đều được tham gia vào hoạt động chung của workshop. Bé được trải nghiệm những hoạt động mới mẻ, học thêm nhiều kiến thức bổ ích, khám phá thế giới xung quanh. Hơn nữa, các em còn được làm quen với bạn mới, cùng làm việc nhóm, rèn luyện khả năng lãnh đạo và phối hợp nhịp nhàng. Trong khi đó, bố mẹ sẽ quan sát hoạt động của bé, qua đó hiểu hơn về đặc điểm tính cách của trẻ, thấu hiểu tâm lý và rút ra nhiều bài học bổ ích trong việc nuôi dạy và đồng hành cùng con. Tham gia buổi trải nghiệm lần này, các mẹ sẽ cùng con làm những bức tranh vải đáng yêu, từ đó xây dựng sự gắn kết giữa mẹ và con, thêm hiểu nhau hơn, hợp tác, tôn trọng con trong các quyết định. Con cảm thấy rất thú vị khi trò chuyện với mẹ và đồng hành cùng mẹ. Con muốn làm thêm nhiều bức tranh đẹp nữa để gắn kết tình yêu giữa con và mẹ. Hầu hết các mô hình workshop mẹ và bé đều có chủ đề gần gũi, thiết thực và phù hợp với trẻ nhỏ từ 0 đến 10 tuổi. Chính vì vậy, không gian trải nghiệm được thiết kế bắt mắt và sinh động, giúp các bậc phụ huynh dễ dàng kết nối với con. Workshop là nơi mà cả mẹ và bé được gặp gỡ và trò chuyện cùng các chuyên gia. Mẹ sẽ tích lũy thêm kiến thức nuôi dạy con, bé cũng có thêm những bài học mới vô cùng bổ ích. Tại Tổ Kiến thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi workshop kết nối dành cho phụ huynh và học sinh. Trong các buổi workshop này thì phụ huynh và con sẽ cùng nhau tham gia các cái hoạt động làm đồ thủ công, và trong quá trình đó thì sẽ thể hiện sự tập trung cũng như là thể hiện tinh thần hợp tác, yêu thương và kết nối giữa phụ huynh và con. Ngoài ra thì tại Tổ Kiến chúng tôi còn tổ chức các workshop dành riêng cho phụ huynh. Trong các buổi workshop này, phụ huynh sẽ được thảo luận những tình huống nuôi dạy con tại nhà và cùng phân tích những tình huống đó dưới góc nhìn đa chiều của người lớn và của trẻ em. Đồng thời cùng nhìn nhận những biểu hiện, những hành vi của trẻ dưới góc độ tâm lý học trẻ em, cùng hiểu cách mà trẻ em tư duy và thể hiện cảm xúc. Và qua đó cung cấp cho phụ huynh những kiến thức, những kỹ năng và những thông điệp trong quá trình đồng hành cùng con lớn lên mỗi ngày. Trong quá trình hoạt động cùng con tại buổi workshop, mẹ có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho chuyên gia. Không gian chia sẻ mở đã xóa tan những định kiến trước đây của các bậc phụ huynh, hiểu hơn về tâm sinh lý của các con qua từng giai đoạn, cập nhật những kiến thức mới, từ ngữ mới được các con sử dụng để cùng chia sẻ, hiểu và làm bạn với con. Sau buổi ngày hôm nay như bạn ấy vừa mới chia sẻ với các chị ấy, thì em cũng thấy là em đã hiểu được rằng là bạn ấy sẽ có thể giúp em được những gì trong cái việc là nuôi dạy mình và hỗ trợ, gọi là hỗ trợ ấy, cũng chưa hẳn là nuôi dạy nhưng là hỗ trợ em, bởi vì đúng là cái em đang cần ấy. Em đang cần cái người là để cho mình nó có thể chia sẻ đến những cái điều mà bạn ấy không chia sẻ với em được. Không phải mình chị mà tất cả các mẹ đây cũng đã nhận thấy, tức là mình có những cái nhìn về cái sự phát triển của con nó dễ chịu hơn. Thật sự là phải dùng từ dễ chịu hơn, tức là mình nhìn thấy có những cái nó hành động nó khó chịu đối với mình, nhưng mà mình bây giờ mình lại phải nhìn một cách nó dễ chịu hơn. Đấy là cái sự phát triển bình thường của con, và những cái khi mình hiểu được những cái sự phát triển bình thường của con thì mình sẽ đồng hành với con nó dễ hơn và mình hiểu được con hơn. Khi đến với buổi workshop của Tổ Kiến thì mình được nhận những cái giá trị rất là tuyệt vời, đó là sự thấu hiểu về tâm lý của trẻ, thứ hai là những thách thức của hành trình làm cha mẹ, và thứ ba đấy là sự cân bằng giữa vai trò làm mẹ và người hướng dẫn. Có phải là khi trở thành người hướng dẫn, khi trở thành làm mẹ để các bạn ấy trưởng thành thì chúng ta cứ vứt con ra để con tự lớn, tự lập, tự trưởng thành, hay là sẽ ép buộc con đi theo những định hướng của bố mẹ mà bố mẹ cho rằng đó là đúng. Vậy thì với những cái câu hỏi đó làm cho mình cảm thấy rất là vỡ òa cảm xúc khi mình đứng ở trong cái không gian của buổi workshop đó. Nó giúp cho mình có những cái tip nhỏ để thông qua đó thì mình biết cách hiểu được tâm lý của mẹ, hiểu được mong muốn của con, từ đấy có thể mix được mong muốn của mẹ, mong muốn của con trong mỗi một lần tương tác cùng với con, để cả hai cùng không cảm thấy khiên cưỡng. Và đó là cái lý do mà mình quyết định sẽ cùng với các bạn nhỏ của mình đồng hành với Tổ Kiến lâu dài. Quý vị và các em thân mến, có thể nhận thấy những buổi trải nghiệm thú vị như thế này đã giúp cha mẹ và con cái gắn kết với nhau hơn, từ đó tăng thêm sự gắn kết trong quá trình đồng hành cùng con trên chặng đường trưởng thành. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình thiếu nhi cũng đã hết. Xin thân ái chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các em trong những chương trình sau.